Em tên Dương Thị Cẩm Tiên, em sinh ở đây được 4 ngày rồi. Thì dịch vụ ở đây rất là tốt, các cô rất là nhiệt tình. Em xin bác sĩ Trần Thế Lộc. Sẵn đây em cũng cảm ơn bác đã hỗ trợ em sanh mẹ chồng con và con thứ hai, tại vì ở gần nhà em là hàng xóm của bệnh viện rất